Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì bên Huy lại tiếp tục có một cái đơn hàng nâng cấp nữa cho một anh khách hàng ở Bình Phước. Thì anh khách hàng này chơi rất là lớn hả mọi người. Sau khi anh ấy đặt cái dàn thiết bị này của bên Huy này, thì anh đã gửi luôn một cái cặp loa full đôi 40 của anh khách có sẵn. Anh ấy gửi từ Bình Phước lên tới công ty của Huy để bên Huy căn chỉnh và setup cho nó phù hợp với cấu hình dàn máy này. Thì cái bộ cấu hình này thì mọi người có thể thấy là đang sử dụng là một cặp loa full đôi 40. Cái loa này là loa của anh khách hả mọi người. Và anh khách lấy thêm của bên Huy một chiếc súp đơn 50 của AD và cấu hình dàn máy thì toàn bộ là những cái thiết bị cao cấp. Và những thiết bị này thì mọi người có thể thấy là rất là quen rồi đúng không ạ? Một bộ micro không dây cao cấp Wonderfuel VK720, một bộ quản lý nguồn điện Wonderfuel 802, một bộ vang số chính hãng Wonderfuel X10 Plus. Thì cái dòng vang số này không cần phải giới thiệu nhiều nữa đúng không ạ? Nói chung là tiếng ca này, echo này, reverb này rất là hay. Và một cục đẩy 4 kênh PD4080. Thì con đẩy này nó có cái công suất rất là lớn. Thì hai kênh Huy đang sử dụng cho hai chiếc loa full đôi và một kênh còn lại Huy đang sử dụng cho một chiếc súp. Thì con đẩy này nó còn dư lại một kênh nữa, sau này anh em chúng ta có thể là nâng cấp thêm một cặp loa full đơn 40 hoặc là có thể nâng cấp thêm một chiếc súp như thế này nữa. Thì hiện tại với cấu hình này Huy thấy nó khá là hợp lý rồi, do là cái cặp loa full đôi này công suất nó cũng khá là nhỏ, nó không có lớn. Chính vì thế là mình chỉ cần sử dụng một cái súp đơn 50 này thôi, nó đã đủ đáp ứng cho một cặp loa full đôi 40 như thế này rồi. Bây giờ thì mọi người cùng xem bên Huy setup và test cái bộ sản phẩm này cho anh khách ở tại Bình Phước nha. Rồi bây giờ bắt đầu lên nhạc ha mọi người. Tiếng nó quá tối hả mọi người? Tiếng rất là tối. Vừa rồi test ấy, thì nó có một cái vấn đề rất là lớn, đó là cái cặp loa full đôi của anh khách này. Huy không hiểu lý do vì sao mà mọi người có thể thấy là cái tiếng nó rất là nhỏ. Thứ nhất là cái tiếng nó nhỏ, cái thứ hai đó là cái loa chép này nó gần như là không hát luôn. Tiếng nó rất là nhỏ và hát không có được, tiếng rất là tối. Chính vì thế là bên Huy đã tư vấn cho anh khách nâng cấp hệ thống bát chép và cũng như là hệ thống phân tần thôi, chỉ giữ lại một cái cặp vỏ thùng này thôi. Thì bây giờ mọi người cùng xem Huy sẽ tháo cái loa này ra, chúng ta cùng xem cái loa bát, loa chép của cái loa này và bên trong nó hệ thống phân tần nó đang sử dụng như thế nào mà cái tiếng của nó gần như là không hát được. Tiếng mic nó rất là bí, rất là tối và chép gần như là không hoạt động và nó chỉ hoạt động rất là nhỏ thôi nha. Bây giờ thì bên Huy sẽ mở hết ra và thay lại cấu hình loa bát và loa chép. Rồi, và đây là cái nội thất bên trong loa của anh khách, bên Huy đã tháo ra hết rồi hả mọi người. Đây là hai loa bát này. Thì cái bát này mọi người có thể thấy là cái từ nó rất là nhỏ nhé. Đây là từ thường thôi. Từ này thì từ 140 và cái côn của nó, cái côn nó rất là nhỏ. Côn là côn 51 hả mọi người. Đó, chính vì thế là cái công suất nó rất là nhỏ. Côn 51. Đó. Đây và bên trong đây là cái phần tần hả mọi người. Phần tần này thì thực sự là nó chỉ có một cái bảng mạch thôi. Nó chỉ có một con tụ, một con trở chứ hoàn toàn không có gì hết. Đây là cái loa chép này. Đây là chép chép 550. Hai bát 40 và chép 550. Đây là cấu hình bát chép của anh khách. Đó, và Huy cũng không hiểu lý do vì sao mà cái tiếng nó không ra được nữa. Thì có một khả năng lớn đó là cái dòng loa là sử dụng lâu quá rồi nó bị xuống cái chất từ á. Những cái dòng từ này thì nó bị xuống cái chất thì thành ra cái tiếng của nó bị lì, nó không có ra được cái tiếng nữa. Và bên đây là cái cấu hình loa bát này. Bát neo và chép neo thì bây giờ Huy đang chuẩn bị lắp cho anh khách, đây là chép neo 850 luôn ha mọi người. Đó. Mọi người có thể thấy là cái tủ chép neo thì nó rất là nhỏ nhưng mà nó rất là lớn, neo 850. Đó. Và đây là loa bát neo của AD, toàn bộ là loa bát này, loa chép của AD hết, chất lượng rất là tốt. Đây là bát neo 40, côn 76. Trong này thì chất âm rất là tốt và mọi người có thể thấy là bên Huy lắp khá là nhiều, một cái dòng phiên bản cao cấp ha. Đó. Và đây là phân tần. Phân tần thì bên Huy sử dụng phân tần VK215, dòng này thì nó có thể là sử dụng cho full đôi hoặc là full đơn.
nó có hệ thống chống cháy chép lên tới 95%. Cái dòng này thì đây mọi người thấy là Huy đã hàn dây sẵn rồi này. Đây là hai dây loa bát này, đây là dây loa chép và đây là cái dây sẽ vô cái chạm loa. Thì cái dòng này khi mà mọi người sử dụng cái cho cái loa full đơn ấy, thì nó sẽ chạy ở trở kháng là 8 ohm. Còn nếu như mà mình gắn ở full đôi ấy, thì nó sẽ trở kháng là 4 ohm ha. Đó. Đây, bây giờ thì Huy sẽ tháo phần tần ra, thay phần tần vô và lắp bát lắp chép và sẽ test lại cho mọi người cùng nghe. Và có một cái điều nữa đó là cái thùng loa này của anh khách, cái thùng này làm ván rất là dở. Đây là ván Okan, gần như là cái loại ván rẻ nhất. Và cái ván này thì khi mà nó gặp nước ấy, nó gặp nước thì nó sẽ bị nở hết ra, nở hết cái ván ra. Và thực chất cái ván này nó đánh cái thùng loa, khi mà mình đánh ở cái mức mà áp lực lớn, công suất lớn ấy, thì thùng loa nó không chắc, nó sẽ bị rung. Mọi người khi mà sờ mấy cái hông ấy, thì nó sẽ bị cái thùng loa mình sờ sẽ có cảm giác là nó thụt ra thụt vô như này luôn, rất là rung đó. Và bây giờ thì mình sẽ thay hết toàn bộ ha. Thì nói chung là cấu hình này là đã lột xác hết rồi, lột xác hoàn toàn luôn, chỉ giữ lại đúng một cái vỏ thùng thôi, còn toàn bộ là bát chép, phần tần bên trong là thay hết hoàn toàn, mới hết hoàn toàn bộ luôn ạ. Coi như là lột xác hoàn toàn ha mọi người, chỉ giữ lại đúng một cặp vỏ. Rồi bây giờ mọi người xem Minh Huy lắp đặt và sẽ test lại cho mọi người cùng nghe nhé. Rồi và hiện tại thì Minh Huy đã hoàn thành xong hết ha mọi người. Loa đã thay hết loa bát, loa chép, phân tần và chỉ giữ lại một cái vỏ thùng thôi, toàn bộ là lột xác hết hoàn toàn luôn, gần như là nâng cấp tới 95% cho anh khách rồi. Bây giờ mọi người cùng xem Huy setup và test nhé, xem chất lượng âm thanh nó có khác biệt không. Mà có một điều đó là cái vỏ thùng này của anh khách là vỏ thùng Okan á, khi mà mình đi sô ngoài trời thì phải đặc biệt lưu ý đó là mình tránh nước, tại vì khi có nước vô là cái thùng này nó sẽ nở, nó sẽ hư hết hoàn toàn. Với lại là khi mà mình sử dụng vỏ thùng Okan này thì cái chất lượng âm thanh của cái loa full này nó sẽ không được chắc bằng cái vỏ thùng mình sử dụng ván ép, mà ván ép nhập thì cái âm thanh nó sẽ chắc hơn một chút nữa. Bây giờ mọi người cùng xem Huy setup và test nha. Điều lên là đẹp luôn ha mọi người. Tàu cũ năm xưa mà người tình biết khu về chưa, trắng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu chép sáng và rất là nhuyễn. Hai sau năm sau hai cái hệ thống loa phân tần này, cái âm thanh nó khác hẳn, một hai hai cái mic nó thoát và nó sáng nghe phê thật, hai quá tuyệt vời luôn. Đây cái EQ trên vang số không cần phải chỉnh nhiều, hai sáu. Và bây giờ để bên Huy sẽ hát test thử một bài cho mọi người nghe nhé. Bên đây là cái loa bát và loa chép của anh khách này. Bát chép của anh khách đây. Bây giờ đây thì toàn bộ là bát neo, chép neo mới của AD. Tiếng quá tuyệt vời luôn. Một mai hoa thương xa cuộc đời mình, anh mời bằng anh về bên em. Ngày gió em đường dài tuần dài, ta gặp một mình dòng chơi. Cùng nhau có sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một mùa bên em. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ cố thăm từng nhà. Người sao cơn mê vẫn xoăn, dù bao lắm năm đau thương vẫn buồn. Trường xưa vẫn ta mai ta lại biệt, cùng theo bóng em học hành như xưa. Bây giờ để Huy thử một xíu bài nhạc sàn cho mọi người nghe cái chất của súng đánh nha. Ah.
lại thì mọi người vừa mới xem trong cái quá trình bên Huy nâng cấp setup cái cấu hình âm thanh này cho anh khách hàng ở tại Bình Phước rồi đúng không ạ? Bộ này thì sau khi mà đã lột xác hết hoàn toàn rồi thì mọi người có thể thấy là cái âm thanh nó rất là tuyệt vời luôn. Đó, thì những anh em nào mà chúng ta có nhu cầu nâng cấp hoặc là setup âm thanh thì mọi người có thể là liên hệ trực tiếp cho đội ngũ kỹ thuật của Huy, thì Huy sẽ để số hotline bên dưới video đó, thì mọi người có thể là gọi điện trực tiếp và sẽ gặp đội ngũ kỹ thuật ở bên Huy, thì bên Huy sẽ tư vấn và sẽ setup cho mọi người một cấu hình âm thanh nó hay nhất nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau. Nếu như mọi người thấy clip này hay thì nhớ cho Huy xin một like. Còn đối với anh em nào mà chưa nhấn subscribe kênh YouTube của Huy thì hãy nhớ nhấn subscribe kênh YouTube của Huy để nhận thông báo về những clip mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau.